Xin cảm ơn ban giải đáp. Tôi xin tiếp tục đọc câu hỏi số 13 của anh Châu Văn Hòa ở Cà Mau. Thưa ban giải đáp chùa Thiền Tông Tân Diệu, nếu con người chế tạo ra được mặt trời nhân tạo thành công, nhiệt độ phát ra lên đến vài triệu độ C, có thể vượt qua mặt trời tự nhiên, thì con người sẽ chế tạo được bom quang tử, hạt nhân lấy từ độ nóng mặt trời nhân tạo, thì trái đất Nam Diêm Phù Đề này sẽ như thế nào? Xin giải đáp câu hỏi số 13 của Phật gia Châu Văn Hòa và các bạn đồng tu Thiền Tông ở Cà Mau. Loài người chế tạo ra mặt trời nhân tạo là để đốt cháy trái đất này đó. Đây là báo hiệu loài người sẽ đi vào hủy diệt trái đất để con người sống trở lại thời kỳ đồ đá. Đây là quy luật văn minh của con người. Xin mời hỏi tiếp.